chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là mình sẽ quay cái video làm về cài đặt chuẩn OFI cho ổ cứng SSD thế hệ mới nha. Đầu tiên khi các bạn vào cái mục boot LCD thì nó sẽ có một cái giao diện boot mini win, nó sẽ giao diện như này. Sau đó bạn vào kích chuột phải và open run để chạy partition winrar. Khi nó chạy lên cái giao diện partition winrar này ý, thì nó sẽ chuẩn là sẽ thấy cái ổ cứng của mình là cái ổ của mình là 120GB, hiện tại nó đang ở chế độ chuẩn GPT. Thì mình tạo một cái file của nó, là cái file đầu tiên là chuẩn FAT32 để nó thực hiện thao tác boot. Đầu tiên là mình vào cái grid. Khi vào cái grid này thì các bạn phải nhìn ở dưới đây, nó là có cái 111GB là cái ổ cứng của mình, thì mình cho nó chế độ là nó nhỏ đi cái thông số là MB thôi. Thì mình đánh cho cái dao nó là 100MB. Và khi nó là 100MB rồi á thì các bạn sẽ chỉnh cái phần trên này là NTSS này. Mình sẽ chuyển về 32 và cái chỗ ổ C này thì mình chuyển nó về 5. Và mình có ghi là chuẩn OFI. Đó, sau khi thao tác xong mọi thứ thì mình sẽ ok nó. Để nó ra một cái giao diện nhỏ này dưới 100MB. Để cái này chính xác là cái chế độ boot của nó. Thì khi vào đây thì cũng chưa boot được nên các bạn phải chỉnh nó, ấn chuột phải và thay đổi nó để nó mới nhận boot nha. Mình sẽ thay đổi và mình sẽ chuyển cho nó sang cái dòng là OFI. Đó, các bạn cứ làm theo mình thôi. Rồi, ấn yes và up đi nó. Đợi nó xong cái thứ mục boot của chuẩn OFI thì mình sẽ tạo cho nó cái ổ C, cái phân vùng ổ C là ổ win đó, ổ đẹp để lát nữa anh em mình cài win đó. Là do quá trình mà mình tạo cái phân vùng nên nó sẽ hơi lâu một chút, cũng có thể là do cái ổ cứng nó yếu hoặc là dùng nhiều rồi nó sẽ bị chậm, nên các bạn phải đợi nhé. Còn nếu mà ổ mới, mà ổ mấy cái dòng Samsung Intel mới thì mình nghĩ chắc nó tạo phân vùng của nó rất là nhanh. Rồi bây giờ nó đã xong thành công rồi thì mình tiếp tục tạo phân vùng đó là ổ C. Thì ổ C thì hiện tại nó đang còn nằm ổ C đây rồi, thì mình cứ để nguyên và phân vùng của nó vẫn là sức tầm LTSS. Thì bây giờ mình đặt cho nó là ổ win đi, win 10. Rồi sau khi mình tạo nó phân vùng của win 10 rồi thì mình ấn ok thôi, rồi mình apply nó.
trình nó làm việc nó hơi lâu, thế nhưng mà khi mà nó chạy xong rồi thì nó rất là nhanh. Mà các bạn nên cài cái hệ chuẩn mới này đi. Nếu mà để cái chuẩn MBR cũ thì nó sẽ có nhiều cái nó không có theo kịp, cái động loát của Win nó cũng trễ hơn so với cái phân vùng mới. Và cái bảo mật, tính bảo mật của cái chuẩn UFP này nó cũng tốt hơn là MBR. Và những cái dòng mà men đời mới mà bắt đầu từ cái dòng H61 là cũng có thể là có cái chuẩn UFP mới rồi, nên các bạn nhận ra nó sau khi mình cào phân vùng cho nó, phân vùng boost và phân vùng bảo C thì nó sẽ hiển thị như này. Nó là xong từ từ mình sẽ đóng lại thôi. Và bắt đầu mình sẽ gốt bằng Ultra May 2019 thì mình ấn file vào dẫn run mà đem Enderman Chatter. Thì khi vào cái khu vực này thì mình cứ kích theo cái đường link là MyDisk đi. Đó, trong cái ổ bản gốt của mình ấy, thì có sẵn là cái gốt USB rồi. Nếu các bạn không có bản gốt này thì các bạn có thể lên mạng tải của Lê Hải. Và Lê Hải bạn ấy tạo rất nhiều các bản backup mới, nên các bạn có thể là tìm hiểu tham khảo. Mình cũng dùng của Lê Hải đây. Rồi các bạn sẽ lấy. Rồi các bạn lấy tiếp. Khi vào tới đây thì các bạn chỉ chọn được phép chọn hai phân vùng trên ổ phân vùng Windows C và USB thôi nha. Đặc biệt mình sẽ không có chọn vào cái check không này. Nếu mà chọn vào check không thì khi bạn các bạn gốt nó sẽ bị lỗi nha, hoặc nó sẽ bị mất dữ liệu của các bạn. Thế nên mình đặc biệt chỉ chọn hai cái phân vùng trên thôi, C và USB sẽ cầm. Rồi các bạn lấy. Thì khi vào đây thì các bạn phải chờ một lúc để nó loát. Các bạn sẽ ấn vào cái new này. Đó. Thì trước khi ấn vào cái new này thì đầu tiên là các bạn sẽ phải chọn cái phân vùng đầu tiên là phân vùng boost. Phát 32 thì chỉ kích vào đây thôi, một cái kích vào đây đánh dấu chung hạ than đấy, cái đen nó là màu xanh này. Đó, sau các bạn sau đó các bạn sẽ accept rồi để chế độ auto nha các bạn, cứ tự động auto rồi các bạn sẽ next nó. Rồi các bạn đợi một lúc rồi các bạn sẽ vấn vào cái new này. Đấy, mình đợi vào new nhưng mà đợi nó phải đợi này. Chờ một lúc nó sẽ hiển thị. Khi mà nó hiển thị lên cái phần Win 10 này, tức là cái ổ C của mình đó, cái ổ này là ổ chứa Win nhá, thì mình sẽ kích vào đây. Tại lúc nãy mình đã kích vào USB rồi để cái phân vùng boot để nó nhận diện boot, còn cái phân vùng này cài Win nó riêng biệt nhau nhá các bạn. Thì các bạn sau khi các bạn kích vào đây thì các bạn ấy sẽ reset. Giờ các bạn đã cho nó vào ổ C rồi đấy. Rồi tiếp tục. Các bạn muốn khi cài xong nó sẽ khởi động lại máy thì các bạn kích vào đây. Còn nếu mà không muốn thì các bạn bỏ ra. Còn nếu các bạn muốn tắt máy luôn thì ấn vào đây. Thường là mình đang cài nên là mình ấn reset. Rồi để cho lát nữa nó sẽ khởi động máy và nó sẽ bắt đầu cập nhật quy. Sau khi đã làm tất cả các thao tác như này rồi thì coi như là hoàn thành Win của mình đã tới 90%, mà chỉ cần đợi chờ Win up cập nhật thôi. Tại vì trong bản boot nó đã có đầy đủ office rồi các cái phần mềm cơ bản để các bạn dùng. Mình sẽ làm hết video để khi mà nó khởi động lên Win cho các bạn coi.
trong lúc chờ đợi thì mình có bán RAM nha các bạn. Mình có bán RAM này, RAM PC 8GB bớt 2400. Mình bán cây 8GB này 550.000 nha, 8GB nha. Mình bảo hành cho các bạn 1 tháng. Và nếu các bạn có cần tư vấn về cấu hình lắp đặt máy tính ấy, thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Mình có để số điện thoại ở dưới phần video của YouTube. Mình ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tư vấn miễn phí nha. Mình hỗ trợ online ở trên 24 giờ, các bạn có thể nhắn tin và trao đổi với mình có nhắn tin lại nha. Lên quên.